đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay José Martí. Về phía Cuba có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lázaro Alberto Álvarez Casas, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio Lozada García. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Hoàng Long và cán bộ Đại sứ quán. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cuba trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Chuyến thăm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu, được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.